ngon ha. Hello mọi người nha. Hôm nay là Hoa mua bắt về Hoa nấu Hoa luộc cho cả nhà ăn nha mọi người. Ngon ha. Ăn hết chứ hả? Một bắp cho con ăn nhé. Bình thường chưa? Trên này giọng chưa? Nào ơi, con đi đâu vậy con? Chơi cho mọi người kìa. Đây, giờ Hoa đi luộc nha mọi người. Mẹ luộc cho hai để con ăn nhá. Giờ là hai mẹ con mình chơi đi chơi tí nha, rồi bắp chín ra ăn nha. Bye bye mọi người nha.